Minh Thúy xin kính chào quý vị. Quý vị đã từng nghe những chuyên chở cho Tổng thống Hoa Kỳ thường có chữ One, thí dụ như là Air Force One, máy bay không quân, Marine One, máy bay trực thăng của Tổng thống, Army One, thường là trực thăng của bộ binh, Navy One, tên gọi này chỉ được sử dụng một lần vào năm 2003, đưa Tổng thống George W. Bush tới hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln, Coast Guard One, tên gọi này vẫn chưa được sử dụng. Executive One, tên gọi cho bất kỳ máy bay dân sự chở tổng thống. Vậy thì xe hơi chở tổng thống phải gọi là gì? Kính thưa quý vị, những chiếc xe chở tổng thống có nhiều tên gọi như là Cadillac One, Limousine One, President Limousine, First Car hay là The Beast là những chiếc xe chính thức chở tổng thống Hoa Kỳ. Còn The Ground Force One là tên gọi không chính thức cho các chiếc xe Beast bọc thép màu đen được sử dụng để vận chuyển Tổng thống Hoa Kỳ và các chức sắc khác. Mẫu xe hiện tại của Tổng thống Trump là một chiếc xe Cadillac độc đáo ra mắt vào ngày 24 tháng 9 2018, chứa đựng rất nhiều điều thú vị và được xem là pháo đại bất khả xâm phạm. Tổng thống William Howard Taft đã nắm bắt kỹ nghệ xe hơi vào đầu thế kỷ thứ 20 trong việc mua 4 chiếc xe hơi và sửa đổi chuồng ngựa của tòa Bạch Ốc thành nhà để xe những chiếc xe không được sửa đổi cho đến khi chính quyền của Tổng thống Franklin Roosevelt mua Sunside Special. Chiếc xe tổng thống đầu tiên được chế tạo theo tiêu chuẩn của sở mật vụ. Trước khi tổng thống John F. Kennedy bị ám sát, những chiếc xe của tổng thống thường là không có mùi và dễ dàng tiếp xúc với dân chúng. Sau vụ ám sát tổng thống Kennedy, những chiếc xe chở tổng thống có sự tiến bộ. Xe được bọc thép và dán kính. Từ năm 2009 cho đến năm 2018, xe được trang bị kính xe dày 5 inch chống đạn và được hàng kính với hệ thống môi trường riêng. Những chiếc xe của tổng thống ngừng hoạt động sẽ bị tháo dỡ và phá hủy dưới sự giám sát của sở mật vụ để ngăn chặn những bí mật được bên ngoài biết đến. Riêng về chiếc xe The Beast mới được đưa vào phục vụ vào tháng 9 năm 2018, lần đầu tiên được phát hiện trong chuyến thăm của tổng thống Trump tới Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York gồm những điểm đặc biệt. Thứ nhất là sở hữu tinh hoa bậc nhất. Không chỉ đơn thuần là một chiếc xe mang thương hiệu Cadillac, chiếc limo của Tổng thống Mỹ được sản xuất trên nền tảng độc đáo không phổ biến. Những tính năng tối ưu nhất trên một chiếc xe được chọn lọc và thích hợp. Động cơ diesel và hộp số được dựa trên những chiếc xe thương hiệu hạng nặng, bền bỉ của GM. Đèn pha và đèn đuôi được lấy từ các mẫu xe khác. Chìa khóa của The Beast lấy từ dòng Kylak Escalade, trong khi đèn hậu từ dòng STS đã ngừng sản xuất. Thứ hai là chiếc xe có máy bay riêng, Club Master C-17, được sử dụng để vận tải The Beast bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào tổng thống cần đến, thậm chí là đi du lịch. C-17 cũng mang theo một chiếc limo thứ hai là một phương tiện liên lạc, Chevrolet Suburban bọc thép có biệt danh là Road Runner và được cho là một văn phòng thông tin liên lạc trực tiếp liên kết với một vệ tinh quân sự Satcom. Thứ ba là tính an toàn tối đa, phải mất rất nhiều thời gian để các kỹ sư lên kế hoạch về các chi tiết an ninh trên xe của tổng thống. The Beast sử dụng kính chắn gió chống đạn với độ dày là 5 inch, phần cửa bọc thép quân sự dày 8 inch và nặng tương đương với một chiếc Boeing 757 đây là trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ kẻ nào có ý định tấn công Tổng thống. Ngoài ra, chiếc xe còn sở hữu một bộ lớp Goodyear khổng lồ. Trong trường hợp bị thủng lớp, xe vẫn có thể chạy một khoảng dài với tốc độ là 80 km h Thứ tư là bên trong cách ly và bảo mật tuyệt đối. Chiếc xe được phong kính từ bên trong giữ an toàn cho Tổng thống trước các cuộc tấn công hóa học. Tất cả các cửa sổ đều đóng chặt ngoại trừ cửa sổ của người lái xe có thể hạ xuống một chút để quan sát ở bên ngoài hoặc là trả lệ phí cầu đường. Bồn chứa nhiên liệu được bao bọc bởi một loại bọt công thức đặc biệt có thể ngăn chặn mọi loại chất nổ. Ngoài ra, súng shotgun, bình chữa cháy, camera quan sát ban đêm là một trang bị bắt buộc có ở trên xe. The Beast còn sở hữu hệ thống dưỡng khí ngay ở bên dưới ghế và một túi máu của Tổng thống để cấp cứu trong trường hợp ông bị thương. Thứ năm là tài xế như là một chiến binh. Những tài xế điều khiển xe của tổng thống được đào tạo chuyên nghiệp, họ cũng là những người anh hùng thực thụ với nhiệm vụ đưa tổng thống đến nơi an toàn bằng mọi cách. Về trình độ thì tài xế phục vụ cho tổng thống không thua kém gì với những phi công, chạy xe với tốc độ cao, vượt chướng ngại vật. Thứ sáu, nội thất sang trọng. Mặc dù sở hữu nhiều tính năng bảo vệ và trang bị an toàn chiếc limo của Tổng thống vẫn bảo đảm sự sang trọng và thoải mái như những chiếc limo thường già, ghế da được bọc bằng tay và may hoàn toàn thủ công. Thêm vào đó là một chiếc ghế ngồi dành cho khách của Tổng thống như những nhà ngoại giao hay những cộng sự của ông để có thể gặp mặt và làm việc ngay ở trên xe. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể bước lên The Beast. Chỉ có trưởng phòng an ninh ở bên cạnh tổng thống mới biết cách mở cửa của chiếc xe. Thứ bảy với trọng lượng của xe tải, nhưng với mức giá của Bugatti. Do khối động cơ và thiết bị nặng nề, chiếc The Beast nặng khoảng 6.8 đến 9.1 tấn, tương đương với một chiếc xe tải lớn. Trọng lượng khủng khiếp với tốc độ tối đa của xe chạy khoảng 130 km h Tuy nhiên, mức giá của nó lại ngang với chiếc Bugatti Chiron, được cho là khoảng từ 300.000 cho đến 1.5 triệu Mỹ Kim. Thứ 8, Sở hữu nhiều phiên bản sao chép, hiện có 12 bản sao của chiếc Cadillac B phục vụ tại tòa Bạch ốc. Những chiếc xe này đều có mặt cùng một lúc để hộ tống tổng thống, nhưng chỉ có một chiếc duy nhất có tổng thống thực sự ngồi ở bên trong. Những chiếc còn lại dùng để chở các nguyên thủ khác và hơn hết là để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công xe của tổng thống. Dưới thời tổng thống George W. Bush, đoàn xe này lên tới 20 chiếc. Tổng thống Barack Obama cùng sở hữu một đoàn hộ tống 30 đến 35 chiếc. Thứ 9, tổng thống được quyền lựa chọn hãng xe. Trong lịch sử thì tổng thống William McKinley là người đầu tiên sử dụng xe hộ tống. Đó là một chiếc xe của công ty Stanley và năm 1901. Nhưng John F Kennedy mới là người đầu tiên yêu cầu một chiếc xe an ninh tối đa cho tổng thống. Ông đã chọn chiếc Lincoln Continental năm 1960 với tên mã là The X100. Sau khi Kennedy bị ám sát thì The X100 được thiết kế lại vì mục đích an ninh. Sau đó tổng thống Lyndon Johnson, Richard Nixon, General Ford và Jimmy Carter sử dụng. Chiếc Cadillac the Beast được sử dụng lần đầu tiên dưới thời Obama. Tổng thống Donald Trump hiện vẫn sử dụng chiếc xe này. Thứ 10, những rắc rối hi hữu. Vào năm 2013, thì chiếc limo của Tổng thống Obama đã không thể hoàn thành chuyến đi đầu tiên của ông tới Israel sau khi người lái xe của ông vô tình đổ xăng vào thùng nhiên liệu thay vì dầu diesel. Trước đó vào năm 2011, một chiếc xe trong đoàn xe của Tổng thống bị mắc kẹt vào speed pump khi rời đại sứ quán Hoa Kỳ tại Dublin. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới